Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Cung Store. Trên tay của Nguyễn Cung đang là một con iPhone X. Con iPhone X này đã bị phù pin và đẩy cái màn hình lên như thế này rồi mọi người. Đó, nó đẩy cái màn hình lên này. Nó phù pin là nó đẩy cái màn hình lên. Thì hôm nay Nguyễn Cung sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách thay cục pin của iPhone X này nha. Đây, cái bước đầu tiên là anh chị phải mua cho Nguyễn Cung một cục pin. Pin iPhone X thì nó có rất là nhiều loại. Loại rẻ thì loại nói chung là xài được đó nha, loại zin xài được là 240. Còn loại pin châu mà pin bisen đấy là loại đó là 360.000 nha mọi người. Thì các bạn cứ mua về thích loại nào thì mua loại đó. Loại này là loại pin zin này, pin zin xài bình thường không có châu. Cũng giống như pin các bạn mua máy về ấy. Đó. Pin iPhone X thì các bạn mua về thay thì không cần phải sàng cổ nha. Chỉ cần lắp vào là nó tự động auto có cái phần trăm pin rồi. Nó không có giống như thằng XS. Thằng XS trở lên là các bạn thay pin là phải sàng cả cái cổ này, cổ zin á, để fit phần trăm pin đấy nha mọi người. Nó rất là khó chịu cho nên là các bạn phải đem ra tiệm. Còn iPhone X trở xuống ấy là các bạn không cần phải sàng cổ, cho nên là cứ mua cục pin về các bạn lắp vào là tự động nó có phần trăm pin nha. Đây, cục pin này là pin pin zin của máy, mua với giá 240. Và bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là tháo cái màn hình của nó ra. Thì cũng giống như mấy cái dòng khác thì cứ vặn hai con ốc đuôi này ra nha mọi người. Hai con ốc đuôi của iPhone X này nó khá là dài. Nó dài hơn của thằng 7 root với 8 root rất là nhiều. Anh chị mà muốn kiểm tra pin của mình còn xài được hay không thì cứ vào mục cài đặt rồi vào mục pin. Xem nếu như mà nó còn khoảng tầm 80% trở lên á, thì anh chị có thể thay được rồi. Còn nếu như mà từ 80 đổ xuống nó sẽ báo bảo trì nha mọi người. Đó thì lúc đó thì anh chị nên thay chứ không để nó phủ pin lên là nó dễ cấn màn hình bể lắm nha. Rồi bây giờ tháo hai ốc đuôi ra rồi thì mình sẽ lật cái màn hình lên nha mọi người. Đây, nó sẽ có một cái lấy một cái đồ mỏng mỏng như thế này. Các bạn cạy cái màn hình nó lên này nhẹ chỗ một góc nào đó thôi, rồi xong đó các bạn lấy cái móng tay các bạn nhét vào nha. Đây, mình sẽ lại một góc bên này, rồi sau đó mình sẽ đùn cái móng tay của mình vào để mình cạy nó lên. Đó, đó thấy không mọi người, thấy không, mình vừa mới gỡ ra mà nó đã phù lên, nó xì lên rồi này, rất là nguy hiểm nha. Để thêm vài ngày nữa có khả năng là nó đẩy bể màn hình đấy. Pin iPhone thì anh chị có thể kiểm tra được là cứ vào mục cài đặt và mình sẽ tiến hành kiểm tra nó xem nó còn bao nhiêu phần trăm. Khi mà pin phù lên rồi thì các bạn cạy cái màn hình nó thật là cẩn thận thôi nha, chứ không để nó là nó rất là dễ hư đấy. Nó mà sọc cái là coi như xong luôn. Đó, mình phải rất là cẩn thận này. Mình lấy móng tay mình đẩy một đường cho nó bung hết keo của cái viền màn hình lên. À, đó. Đẩy một đường. Xem nó còn lên không. Rồi ok, nó vẫn lên này. Rất sợ nó bị sọc nha mọi người, tại vì nó đã bị hở cái gioăng lên rồi này. Hở gioăng lên nó dễ kéo cái màn hình, dễ bị sọc lắm nha. Cho nên là anh chị phải tháo thật cẩn thận, đừng có để cho nó phù pin nha mọi người. Pin dưới 80% thì nên thay liền đi, chứ đừng để nó phù lên rồi mới đi thay nha. Đó, mình phải gỡ, phải từ từ, chứ không thể nào mà gấp gáp được. Giống như cái màn nó chưa bung gioăng á, thì nó còn cứng thì mình còn có thể đẩy thoải mái được, chứ màn nó bung gioăng rồi thì mình phải đẩy rất là nhẹ nhàng và từ từ nha, nó lên từ từ thôi. Đó, sau khi đã đẩy được một vòng rồi thì anh chị có thể nhấc lên nó thoải mái như thế này. À, nó bung cái gioăng lên luôn này này, nó tách cái gioăng ra khỏi cái màn hình rồi mọi người. Đó, bây giờ thì mình sẽ đẩy một đường ở trên đỉnh của nó nữa. Rất là cứng luôn. Đó, rồi mình sẽ nhấc nó lên thử xe lại xem nó còn lên không. Ok này, vẫn lên này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tắt nguồn nó đi. Đó, rồi bây giờ mình nhấc nó lên như thế này và giữ nguyên là khoảng tầm 45 độ như thế này nha mọi người. Mình tiến hành là vặn cái nẹp ốc của nó ra. Vặn nẹp ra thì mình mới lấy được socket pin ra nha mọi người. Pin này cũng thay rồi này, phù này đúng không.
Đó, bây giờ mình vặn hết cái ba con ốc trong cái nẹp này ra này. Vặn ốc thì anh chị nhớ để ý nha. Ở đây và ở trong cùng là hai con ốc dài, còn toàn bộ là ốc ngắn nha. Đó, hai con ốc dài này, thấy không? Nó sẽ nằm đây. Và mình lấy cái vỉ này ra, mình để sang một bên. Đó, giờ là nó sẽ lòi được cái socket pin ra này mọi người. Đây, bây giờ mình gỡ socket pin lên nha. Socket pin nằm ngoài cùng này. Đó, mình dùng móng tay mình gỡ nó lên thôi, chứ đừng có cạy cái gì vào cả nha mọi người. Đó, gỡ socket pin lên rồi xong mình sẽ tiến hành này cục pin này lên. Để lấy được cục pin iPhone X ra thì ở bên thông này nó sẽ có những cái siêu rất là nó siêu dán này. Để mình hướng dẫn cho anh chị cái cách lấy cái siêu này ra luôn nha. Đây mình sẽ dùng cái nhíp, hoặc anh chị có thể dùng cái gì đó tròn tròn anh chị xoay cũng được. Đây này, ở bên thông của cục pin nó có một cái đầu keo này. Đó các bạn, quắn cái đầu keo này ra rồi rút cái keo nó lên thôi nha. Đấy. Nếu mà keo nó mềm quá rồi thì mình không thể rút được nữa, thì chỉ còn cách là cạy cục pin lên thôi nha mọi người. Keo này có khả năng nó mềm quá rồi này, đùn vào là đứt à. Thế nên là bây giờ mình sẽ tiến hành cạy cục pin lên luôn. Ôi, cục pin này nó cũng bung bung lên luôn rồi mọi người. Keo nó khá là mềm rồi. Đó. Cứ cài từ từ nó lên là nó lên thôi nha. Đó, đó. Pin hư rồi thì anh chị cứ cài nó thoải mái thôi. Bên đây thì nó dán tới 2-3 cái siêu lên, khá là chắc nha. Anh chị cài cẩn thận không có nó nổ nha. Cài là đừng có lấy cái đầu nhíp nhọn nha. Cài cái đầu gì mà bằng bằng ấy, đừng có cho nó đầu nhíp nhọn vào, nó lủng cục pin là nó nổ đấy. Cài làm sao mà đừng có cho nó lủng được cục pin là được. Đó, nó khá là cứng luôn đấy mọi người. 3 miếng dán lên mà. Ở phía bên này tới 3 miếng dán là mặt lưng lên. Mà miếng dán này nó mềm hết rồi cho nên không quắn được thì mình bắt buộc phải cài thôi. Đó. Rồi, cài nó lên như thế này rồi mình dùng tay mình gỡ nó lên thôi. Đó, thấy không? Nè, nó có tới 3 miếng dán lên. Đó, anh chị cứ cài làm sao mà đừng có cho nó lủng cục pin là nó sẽ không nổ được nha. Rồi sau khi đã cài được cục pin này ra rồi thì mình bỏ cục pin này đi và tiến hành là bóc hết cái ba cái keo ở dưới này đi nha. Đó, mình bóc cái lớp keo dày dày này đi thôi, còn cái lớp keo mỏng ở dưới này thì không cần bóc cũng được. Để vậy mình dán đèn nó lên thôi. Ok chưa? Xem còn chỗ nào dày không? Rồi ok. Cái này là cái dây của cái loa nó bung lên này, thì các bạn chịu khó bấm nó xuống nha. Bấm nó xuống trước khi mình ráp cục pin nha mọi người. Chứ đừng có để ráp cục pin xong rồi mới bấm. Nè. Socket của cái loa đấy. Loa nghe đấy, loa nhỏ này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cho cục pin mới vào. Đây, mình sẽ lột cái siêu của nó ra nha mọi người. Đây này. Và mình dán nó xuống luôn. Đó, ok chưa? Cái siêu trên này thì anh chị cứ để im đó, lúc nào mà mình dán được xuống rồi thì mình mới bóc ra nha. Để nó dính hai cục pin lại với nhau chứ không có cầm lắc lắc là nó rớt ra ngoài luôn đấy. Đây, bây giờ mình muốn ráp được cục pin thì mình phải đưa cái socket vào trước nha mọi người. Chứ đừng có dán xuống trước nha, dán xuống trước là nhiều khi mình dán lệch là cái socket nó không có vào đúng cái vị trí đâu này. Đây mình sẽ bấm cái socket pin xuống trước. Bấm cho thật chuẩn nha mọi người. Đó. Bấm một lần là phải được luôn chứ đừng có lắc qua lắc lại nha, lắc qua lắc lại là nó chập máy là nó chết mất nguồn đấy. Rất là nhiều tình trạng là mất nguồn vì cái thay cục pin nha mọi người. Đây mình sẽ đặt cho nó xuống, đặt cứ thả lỏng cho nó xuống thôi. Nó xuống nó nằm ở đâu thì mình đặt này, mình nhấn kia nhấn nó xuống luôn nha mọi người. Đó. Nó cứ nằm ở đâu mình nhấn nó xuống luôn để cái socket này nó nằm im đó, nó không bị lệch socket nha.
Đó, bây giờ nó lại bung cái dây này lên rồi. Thì bây giờ mình lại phải giở cục pin lên để mình ráp cái dây này nha. Chứ đừng có ráp mà để nguyên pin mà mình ráp vào là nó chập mà chập tè le hết cái men đó nha mọi người. Đó, mình phải gỡ cục pin lên. Rồi sau đó mình lại tiếp tục mình ráp cái dây này xuống. Đó. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục bấm socket pin xuống. Đó thấy không? Giờ là nó nằm chuẩn rồi thì anh chị cứ giở lên nhắc xuống là nó rất là tiện lợi. Rồi, xem có bị bung socket nào không. Đó, nhấn hết toàn bộ xuống. Rồi, xong đó mình bóc cái siêu này ra. Lột siêu này được rồi nha mọi người. Đấy, ok chưa. Đó, mình lột cái siêu nó ra được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là vặn nẹp nó vào. Đặt nẹp cho chuẩn vào nha mọi người. Đừng có lắc qua lắc lại nha. iPhone nó rất là dễ chập. Các bạn lắc qua lắc lại là kiểu gì nó cũng bị chặt được rồi. Thế nên là anh chỉ cứ đặt cho nó chuẩn vào rồi xong đặt xuống thôi. Cái này cái tua vít nó hết mất cái 500 rồi. Rất là khó hết cái cục vít này. Đó, mình sẽ vặn hai nóc dài trước cho nó cố định cái vỉ đi đã. Đấy không? Đặt cho nó chuẩn hết toàn bộ đầu ốc lại. Trong đây một con ốc dài nữa này, trong cùng ấy. Đó. Rồi sau khi đã vặn được hai nóc dài rồi thì mình tiến hành vặn ốc ngắn vào. Đó. Đó. Rồi, sau khi đã vặn được hết ốc rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là để hờ như thế này thôi. Mình mở nguồn nó lên rồi mình cắm sạc thử xem là nó có sạc không nha mọi người. Phải thử trước khi mình ráp vào. Chứ nhiều khi là mình cắm sạc có pin mới thì pin mới đấy, nhưng mà nhiều khi cũng có thể nó lỗi là mình cắm sạc vào nó sẽ không sạc đâu mọi người. Cho nên là phải test cho kỹ trước khi mình ráp nha. Để đỡ mỗi lần gỡ ra là cái màn hình này mình cài ra rất là nguy hiểm này. Nó bung doang rồi ấy. Mình cài ra rất là dễ bị sọc màn hình. Cho nên là mình phải test kỹ rồi xong mình ráp một lần của phải ráp, của phải tháo lần nữa nha. Đó, máy này đang có mật khẩu. Được rồi, bây giờ mình sẽ cắm sạc xem nó có báo sạc không nha. Đó, ok, như vậy là đã hoàn thành cái quá trình thay pin rồi đấy. Rồi bây giờ mình lại tiến hành là ráp nó vào thôi. Đây mình sẽ bóp nó ở trên đầu trước nha mọi người. Bóp trên đầu vào trước. Rồi sau khi bóp sát được ở trên đầu này rồi thì anh chị tiến hành bóp ở hai bên. Đó. Đó. Bóp rất là nhẹ nhàng thôi nha. Chứ thấy mà nó cắn cắn cái gì thì anh chị nên ngưng lại và kiểm tra xem bên trong nó có bị rớt ốc ra ngoài hay không. Nhiều cái máy nó bung ốc ra nó rớt ra ngoài á. Anh chị thấy cắn cắn là bóp một cái mạnh cái là bể màn hình luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vặn ốc đuôi lại. Như vậy là đã hoàn thành cái quá trình thay pin cho iPhone X rồi. Đó, mọi người thấy dễ và hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung Mobile xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Nguyễn Cung có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Pin giá của nó là có hai loại. Một loại pin zin máy là 240 và một loại pin châu ấy, pin Bisen bây giờ ấy, là giá của nó đang 350 hay 360 gì đó. Thì anh chị cứ lên Google gõ là nó sẽ ra. Và nếu như anh chị nào mà muốn mua pin iPhone X thì cứ liên hệ để lại bình luận ở phía dưới video nhé. Mình cũng sẽ check từng người một. Ok.